Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh của Pháp Phục Vlog cả nhà. Thì hiện tại là chú Tiểu đang làm công việc buổi sáng, em quay cho cô chú anh chị xem nha. Rất là ý nghĩa luôn cả nhà. Ít người biết đến công việc của chú Tiểu mọi người hay là. Từ từ nha, từ từ chứ để rớt thay người khác hả? Thôi đừng kéo qua, để cho nó đi. Đứng đi. Mình vô máy đi, đẩy vô máy đi anh. Bây giờ mình đứng vô máy mình chờ cái tiểu đi, tại mình không biết chỗ. Ủa cái chỗ hôm bữa mới chôn đây đã làm mộ chưa tăng? Chưa. Đổ rồi tăng. Chú Tiểu lấy thùng quẹt nó đốt rồi ta. Nhanh nhanh chú Tiểu ơi. Sáng là chú Tiểu tới sớm á. Tới dọn hoa nè. Sao mình đi đâu giờ mới đi ăn cái gì ăn sáng. Chú Tiểu chờ ăn sáng chưa chú Tiểu? Chưa luôn hả? Đốt cái gì à? Thay đổi luôn hả? Thay đổi. Cái này mình tự qua bên kia. Đổ ra đây. Rồi. Mở cửa. Ghê hả? Mở cửa. Đó. Xịn ta, xịn sò vậy. Đó chưa? Không bên em. Nổi không? Nặng lắm em ơi. Nặng lắm đó thằng. Đen đi. Ba người mà. Đen đi. Vậy này nó dính hoa, dính đồ, em đẩy nó nặng lắm. Nạp sức Ben hay chị đâu không? Chú Tiểu có phương pháp riêng chú Tiểu. Phương pháp mạnh, Ben chồng thẻ. Ừ, bụi. Ừ, bụi á. Cái bình xúc bên kia rồi, bình xúc bên kia rồi, gãy lên kia. Thôi, Ben đi, đẩy đi. Đẩy nằm xuống. Này mà cái cây phải có đầu bằng bằng á, dễ đẩy ha. Kéo qua đi. Rồi. Tôi đẩy chứ ở đó. Được không?
Thôi để bỏ cái thùng ra đi. Rồi cào xuống là xong rồi. Cào xuống rồi. Đó. Đó rồi. Rồi kéo ra. Ok. Đây, chú tiểu cả nhà. Giờ là chú tiểu sẽ đốt nha cả nhà. Cái đó ướt quá sợ nó không cháy, đốt cái cạc tông nó cháy không. Đốt cái cạc tông đó đó. Thì nó cho nó bén lên cái giấy là được rồi. Cạc tông nó khô hơn mấy người kia, nó ẩm quá. Ừ. Này chắc đốt mà đốt bây giờ chắc khói lắm á. Ẩm quá mà. Ừ, để cho nó khô đi. Nắng lên nó khô á. Cũng cháy kìa, đó nó cũng cháy đó. Nó nhiễu như ni lông nó cháy à. Cháy không? Cháy. Tắt rồi hả? Rồi cho tắt không đi. Đây. Cho tắt không đi. Công nó cháy lan rồi công. Chú tự là giờ sẽ đẩy cái xe. Giờ hùng ghét để được chưa đó. Cái thùng lớn á hả? Nhỏ vẫn để à. Ồ, có chú ngựa nè cả nhà đó, chú ngựa. À, chú tiểu. À, sau khi đổ rác xong nha cả nhà, thì sẽ lại quay lại mà rác. Bây giờ Pháp Phụ sẽ quay lại phía bên mộ của cậu Năm nha cả nhà. Cho cô chú anh chị xem cập nhật tình hình. Ngày sáng em có lên một clip rồi đó cô chú anh chị. À, khung cảnh sáng sớm. Ăn sáng chưa chú Tiểu? Chưa luôn hả?
bây giờ Pháp Phụ sẽ quay trở lại mộ của cậu Năm nha cả nhà, để cập nhật cho cô chú anh chị xem. Đây đứng bên đây cả nhà. Thì sáng thì có hai vị khách đến để viếng cậu Năm thôi cả nhà. Hiện tại thì vẫn còn rất sớm. Thôi thì clip của Pháp Phụ cũng đến đây. Em xin tạm dừng. Mong là cô chú anh chị thấy hay để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ nha em nha cả nhà.